Rồi, được chưa chị? Rồi, rồi. Lý Nguyên Hảo, chỉnh ra của chư chỉ kia sao ý sang, của che tinh sư đúng, của chim nén san xứ sơ uây, của sân cao y mỉ ủ xứ, đeo khu phân, của búa thủy chu ủ xứ không xin, của hiếu luân lơ, của sai ủ sư thưa đấn, bao cua, đả cung, khí thái, ngơ ủa, của chư trung bi nhê, bị chén, của sư thưa đấn, của cha chen phu sơn sẵn, của phi thái quan cung thua cho an chén, ban chu cha thính, ban chu cha thính của huân ngủ nghi cung chua, chỉnh cơ uây cư tu băng má, của chia san hảo lơ xe xịa. Kéo lá dưới ra chẳng cúm nhé. Em lấy nhầm rồi. Lệ nhầm rồi. Cái này được không nhỉ? Cái này này, ngắn thì được không? Ngắn thì bên nào? Ngắn thì bên kia ngắn bằng đấy. Tôi kéo lá dưới không? Mỹ đang kia đâu chứ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, chị về đi. À, ừ, chết thôi, bà còn đấy không nhỉ? Bà về đây à? Làm bánh trôi, là nhờ thằng ấy xay ở cường, hoa cường nó xay. Chết lại nói rồi. À, máy nhanh kết đây còn gì nữa. Hai cái miếng vải thì bằng nhau rồi. Miếng vải nó đẹp nhau rồi. Thì bằng bằng mép ấy, bằng mép vải với nhau ạ. Hai cái này bằng nhau. Thế. Cho sang bên kia. Cho sang lá khóa kia. Kéo sang. Bên tay phải lại tay trái chưa? Này chứ. Máy cua đằng này nó dễ. Cua quay lại nó dễ. Nó dễ. Nó dễ nào thế thôi. Thank you.
thành thì rồi kéo lần sau phải kéo cái căng cái này ra vì mình ép mic rồi thì tắt rồi đi tắt rồi.